nếu như mà ngày đấy, những cái ngày xưa từ lúc mình còn bé sống ở quê như thế nào này, này vất vả học hành như thế nào này, rồi trưởng thành như thế nào này, luôn nỗ lực để vươn lên như thế nào, rồi những cái lúc mà mình có người yêu như thế nào, rồi thất bại trong chuyện tình cảm như thế nào, hay khởi nghiệp như thế nào, rồi nợ nần như thế nào, hay là vất vả như thế nào khi mà đến một vùng đất mới, rồi bị bắt nạt như thế nào, trưởng thành như thế nào. Và ngay cả trong cuộc sống vợ chồng có những cái lúc bị khủng hoảng, xì chét như thế nào, hay là nuôi con như thế nào, nếu như tất cả những cái đấy được ghi lại thì đúng là cuộc đời mình sẽ thành một bộ phim truyền cảm hứng cho mọi người. Bởi vì các bạn đều thấy là, chúng ta đều thấy là một bộ phim mà lúc nào nữ chính cũng yêu nam chính, rồi hạnh phúc, rồi các thứ thì ai thèm xem đâu. Nhưng đúng là một bản nhạc thì lúc nào cũng có nốt thăng nốt trầm, và cuộc đời thì chắc chắn là phải có những cái biến cố rồi, và những cái biến cố đến trong cuộc đời, và những cái khó khăn, những cái vấn đề đến trong cuộc đời ấy, với những cái người mà yếu thì sẽ khiến cho người ta đau khổ, và sẽ khiến cho người ta bị chìm đắm trong đau khổ lâu dài và không giải thoát ra được, và rất là tiêu cực trong cuộc đời. Nhưng với những cái người mạnh mẽ và đã được học hành các thứ, thì những cái khó khăn đấy là những thứ tất nhiên nó sẽ đến trong cuộc đời để nó giúp cho mình trưởng thành hơn. Khi mình vượt qua rồi tức là mình đã thực sự trưởng thành. Nên là nếu như mà có vấn đề thì hãy đi thẳng vào vấn đề, nếu có khó khăn thì hãy đi xuyên qua khó khăn, nếu có nỗi sợ thì phải đi xuyên qua nỗi sợ. Bởi vì bên kia nỗi sợ là con người mà mình muốn trưởng thành, muốn trở thành. Thế nên có những cái chuyện không vui, những cái lúc mình xấu, nếu như bây giờ mà nói, mọi người gặp mình thì đều nói là Hòa làm về ngành spa, làm về ngành thẩm mỹ, làm về ngành làm đẹp thật là phù hợp. Vì sao? Vì mình có ngoại hình sẵn. Nhưng mà mọi người đâu có biết được trước đấy mình như thế nào đâu. Ở còn bé đâu biết biết là mọi người dạng biết da đen như thế nào đâu. Rồi những cái lúc mình điều trị bệnh rồi phải uống rất nhiều kháng sinh, rồi đâu biết được là lúc đấy da mình xấu như thế nào, rồi đen như thế nào đâu. Rồi có những cái lúc mà mình tăng cân dữ dội thì đúng là không có ai quay lại cho mình cả. Nên là bây giờ có xấu thì mình bảo xấu, có tốt thì mình bảo tốt, và mình cũng không sợ cái con người trần trụi của mình hết đấy, trừ khi là đi tắm hay là đi gì, những cái cảnh đấy nó không thuần phong mỹ tục các thứ thì thôi. Ui, kinh đấy. Thế còn những cái nó liên quan đến cuộc sống thì mình nghĩ là nó có xấu thì nó mới có đẹp, Cực kỳ thuyết phục. nó luôn có hai mặt của vấn đề. Nên là gần như là cuộc sống của mình nghĩ là bản thân cuộc sống của mỗi người nó đã là một cái yếu tố truyền cảm hứng rồi, nên con người mình thì sẽ già đi theo năm tháng, nhưng mà những cái video này thì mình sẽ luôn lưu lại để biết đâu đấy là có thể trở thành một cái đề tài truyền cảm hứng cho một ai đấy. Bởi vì với cái tính cách của mình là liên tục nỗ lực không ngừng, học tập không ngừng, nỗ lực và phát triển không ngừng để hoàn thiện con người mình hơn. Và trong cuộc sống thì nhiều khi mình cứ mong cầu là mình sẽ lấy được một người chồng như này, hoặc chồng mình sẽ trở thành người thế này thế kia, con mình sẽ trở thành người thế này thế kia, nhưng không ai có quyền là bắt người khác phải thay đổi cả, chỉ trừ khi là mình thay đổi, mình trở thành phiên bản tốt hơn. Những cái người đồng hành cùng mình, người ta sẽ phải tự tốt hơn để theo kịp với mình, hoặc không thì người ta sẽ tự đào thải. Khi mình tốt hơn thì mình sẽ thu hút, nhưng mà nó hấp dẫn, mình sẽ thu hút những cái người mà tốt hơn về phía mình. Thì đấy là cái quan điểm sống của Hòa đấy.